côn trùng, bụi bẩn ẩm mốc, bát đũa hàng ngày không được vệ sinh. Mách bạn 4 sản phẩm tủ khử trùng bát đũa đang được ưa chuộng nhất năm 2022. Máy sấy bát diệt khuẩn UV Kangaroo, sang trọng, thiết kế tinh tế nhưng giá thành hơi nhỉnh một xíu. Thứ hai, máy khử khuẩn bằng tia UV LED V00, rất dễ sử dụng chỉ với một thao tác đơn giản. Thiết kế 2 ngăn, nhược điểm là không gian nhỏ để được ít đồ dùng. Thứ ba, máy khử khuẩn đồ dùng HEM-M201, được tích 2 trong 1, rộng rãi và dễ dùng, nhưng được ít người biết tới vì giá thành hơi cao. Cuối cùng, sản phẩm tủ khử khuẩn bát đĩa bằng tia UV SD3, sản phẩm được mọi gia đình yêu chuộng hiện nay. Với thiết kế lồng rộng rãi, dễ sử dụng, diệt sạch mọi vi khuẩn tích tụ, không gian lồng rộng rãi và chi phí giá thành vừa tầm, vừa đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Các anh chị muốn tham khảo thêm chi tiết sản phẩm của máy khử khuẩn bát đĩa, nhấn vào nút tìm hiểu thêm bên dưới nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.